Trong video lần này, chúng tôi sẽ unboxing và hướng dẫn bạn cách set up cho chiếc DJI Pocket 2 và DJI Pocket Creator Combo. Mở hộp đựng sản phẩm và gỡ bỏ lớp cover. Lấy DJI Pocket 2 ra khỏi hộp. Loại bỏ miếng xốp chống sóc màu vàng. Mở hộp đựng các phụ kiện và lấy chúng ra. Phụ kiện bao gồm một cần điều khiển mini kết nối với cổng đa năng để điều khiển xoay gimbal. Một bộ điều hợp Osmo Pocket Smartphone để kết nối điện thoại thông minh với DJI Pocket 2. Một cáp nối cho các dòng điện thoại Apple. Một tripod 1/4 inch gắn ở đáy của DJI Pocket 2 để giúp dựng máy trên các bề mặt. Một cáp USB. Một dây đeo cổ tay DJI. Bạn có thể gắn vào lỗ ở mặt bên của DJI Pocket 2 giúp giữ cho sản phẩm chắc chắn hơn. Ngoài những phụ kiện kể trên, combo DJI Pocket 2 còn có những phụ kiện sau. Một DJI Pocket 2 Do-It-All Handle tích hợp loa ngoài, bộ thu không dây, Wi-Fi và Bluetooth. Hệ thống điều khiển micro không dây có tích hợp đa hướng. Một kính chắn gió cho micro không dây. Một tripod 1/4 inch cho micro. Sau khi mở và gắn tripod, bạn có thể giữ cho micro đứng thẳng trên bề mặt. Khi muốn tháo bỏ tripod, bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ. Một ống kính góc rộng DJI Pocket 2 để tăng trường nhìn lên đến 110 độ. Một cáp sạc bộ chia USB nhiều cổng để sạc DJI Pocket 2 và micro. Hộp cover của DJI Pocket 2 có thể chứa được hầu hết tất cả các phụ kiện và giúp chúng được bảo vệ tuyệt đối, bao gồm ống kính góc rộng, hai cổng nối smartphone, cổng nối DJI Pocket 2 với Do-It-All Handle và hệ thống điều khiển micro không dây. Lỗ size 1/4 inch có thể giúp lưu trữ tripod của micro. Trước khi kích hoạt DJI Pocket 2, vui lòng tải và cài đặt ứng dụng DJI Mimo. Nhấn và giữ nút nguồn ở phía bên phải để bật máy. Tháo cover và kết nối điện thoại của bạn với DJI Pocket 2 bằng Lightning hoặc cổng USB tùy theo loại điện thoại của bạn. Ứng dụng DJI Mimo sẽ tự động khởi chạy trên điện thoại của bạn. Hãy kích hoạt vào Get Device Info để cho phép máy chủ truy cập vào thông tin kích hoạt. Nhấn Next và đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản DJI. Sau khi đăng nhập, ấn vào Activation và hãy đảm bảo rằng điện thoại được kết nối với Internet có đường truyền ổn định. Sau khi kích hoạt thành công, ứng dụng sẽ hiện Activation Success. DJI Pocket 2 sẽ có một nút nguồn Power Button, một nút để chụp hình hoặc quay video và một nút chức năng. Nhấn và giữ nút nguồn trong 1 giây để bật nguồn. Ở màn hình chế độ chụp ảnh, bạn có thể nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới cùng bên trái để xét tỷ lệ ảnh và hẹn giờ. Nhấn nút chụp để chụp ảnh. Ở chế độ video, bạn có thể nhấn vào biểu tượng dưới cùng bên trái để cài đặt độ phân giải và tốc độ khung hình. Sau khi cài đặt, nhấn nút quay để quay video. Trong quá trình quay, hãy nhấn và giữ nút quay khi muốn dừng video. Nhấn nút một lần để quay video khác. Nhấn hai lần để căn chỉnh lại gimbal về vị trí trung tâm. Nhấn và giữ nút để khóa gimbal. Trên màn hình cảm ứng sẽ hiển thị mức pin, chế độ chụp và thông tin thẻ micro SD. Kéo thanh trượt ở bên phải để điều khiển cao độ và thu phóng. Vuốt sang trái màn hình cảm ứng để vào phần cài đặt của chế độ chụp. Và kéo lên hoặc xuống để chọn các chế độ chụp. Panel
vuốt sang trái một lần nữa để điều chỉnh các thông số ở các chế độ khác nhau. Sau đó nhấn nút chức năng một lần để quay lại giao diện trước hoặc nhấn nút chụp để quay lại màn hình chụp. Vuốt sang phải từ màn hình chụp để đến giao diện xem lại. Kéo màn hình để xem video và ảnh đã được chụp. Vuốt sang phải để thêm vào mục yêu thích hoặc xóa tệp. Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn vào Back, Select và vuốt sang phải để bắt đầu chọn. Vuốt xuống trên màn hình cảm ứng để vào phần cài đặt. Tại đây bạn có thể set thanh trượt bên phải để điều khiển cao độ và điều khiển độ zoom. Nếu muốn cài đặt cao độ, bạn hãy trượt lên và xuống trong màn hình camera để điều khiển trục nghiêng. Nếu muốn cài đặt độ zoom, hãy trượt lên và xuống để thay đổi độ thu phóng. Chạm vào biểu tượng cài đặt để vào giao diện cài đặt, nơi mà bạn có thể điều chỉnh các thông số cho DJI Pocket 2 và các phụ kiện. Chạm vào biểu tượng hiệu ứng Glamour để bật hoặc tắt hiệu ứng. Trong chế độ chụp ảnh, bạn có thể lựa chọn pixel. Ở chế độ video, bạn có thể chuyển đổi giữa chất lượng với an toàn pin. Chạm vào biểu tượng Pro Setting để bật chế độ Pro. Vuốt lên trên màn hình cảm ứng để vào cài đặt gimbal. Bạn có thể lựa chọn nhiều chức năng như căn chỉnh về giữa, lật, slow follow, giúp gimbal chuyển động mượt mà hơn, mang tới sự ổn định cao hơn, fast follow, khóa, FPV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy liên hệ ngay với Tokyo Camera để sở hữu cho mình chiếc DJI Pocket 2.